Một ngày shopping quần quật vô cùng vất vả. Nhưng mà rất là xui cho Trang, Sukana là hôm nay trời mưa và bão ở Las Vegas. Bà bầu phải hết sức kiềm chế nha, kiểm soát miệng. Trang nói thật, một mình Trang đã ăn hết 10 con hàu này. Ngon quá. Một phần bò, một chút cá, cả ăn salad chili kem rất là đẹp cơ đấy. Điểm 10 cho chất lượng nhà hàng này nha mọi người. Mẹ Trang chỉ á, police nè. Dẹp đường, dẹp đi, cho tôi đua nào. Đã đến thiên đường mà Trang yêu thích đây rồi, đây chính là Sephora. Một cái view của Sephora dài thật là dài luôn. Quá nhiều đồ tàu rồi nên là ngày hôm nay thì Trang sẽ đổi vị một chút, là cả nhà Trang ngày hôm nay sẽ đi tìm đồ Ý nha mọi người. Nhà hàng này tên là nhà hàng La Câu nha mọi người, nằm ngay ở trong khách sạn Bellagio. Hầu bên này rất là nhỏ nhưng mà họ có một chút những cái sốt cũng như là gia vị. Món ăn ở bên Mỹ này thì Trang thấy rằng là hầu hết là món ăn nào cũng rất là bự. Cả nhà Trang sẽ gọi một phần bò và share cho 4 người. Như vậy là sẽ rất là vừa và mình có thể mình được ăn nhiều món hơn. Trang đang bầu nên là Trang sẽ tẩm bổ một chút cá. Cá này là cá sea bass nha mọi người. Ở bên châu Âu hay là bên Mỹ thì thường là mọi người sẽ ăn cá sea bass là nhiều. Mấy ngày vừa rồi mình ăn salad đồ Hoa rồi, còn hôm nay mình sẽ ăn salad đồ Ý nha mọi người. Ngon lắm. Đúng lẽ ra là không nên ăn đồ sống, nhưng mà thật sự là nhìn hàu này thì không kiềm chế được, nên là Trang sẽ phải làm liều một con. Ăn hàu á, là mình cho một chút Tabasco vào cực kỳ là ngon. Nên là ở bên này có Tabasco nhí, dễ thương quá. Ngon quá. Nếu mà Trang không có bầu ấy, Trang nói thật, một mình Trang phải ăn hết 10 con hàu này. Nhưng mà bây giờ có bầu nên là Trang sẽ phải kiềm chế, chắc Trang chỉ dám ăn 2 con thôi. Bà bầu phải hết sức kiềm chế nha. Bà bầu phải kiểm soát cái miệng. Ngon. Ăn hàu á thì chủ yếu là mình sẽ phải hút cái nước, cái nước con hàu Pháp hoặc là hàu Mỹ này nó ngon lắm, bé xíu xiu luôn đấy các bạn nhìn này, so với hai ngón tay của Trang là bé xíu luôn, để cho các bạn dễ hình dung. nhường hết. Bà bầu thì vẫn ăn được nhưng mà hạn chế đồ sống. Chốt tươi ăn một tí thịt bò nha các bạn ơi. Mẹ bầu lên phải tầm bổ sắt và protein. Chồng Trang bảo là phải ăn cá trước thì là mới ngon, nên là nghe lời chồng thôi. Hôm nay Trang book cái nhà hàng này chủ đích là vì là có một cái view ra bên hồ rất là đẹp. Nhưng mà rất là xui cho Trang, Sukana là hôm nay trời mưa và bão ở Las Vegas, cho nên là Trang không có ngồi được ở ngoài, nên là phải ngồi ở cái bàn trong nhà này. Chứ đúng ra là Trang muốn là Trang sẽ làm một cái tập vlog, Trang quay outside ở ngoài rất là đẹp để lấy chọn được cái hồ của khách sạn Bellagio này. Cả nhà Trang ngồi ăn bữa trưa ở đây rất là enjoy luôn, rất là vui. Và nhà hàng này thì phục vụ là đồ Ý nhưng mà ăn rất là ngon và vừa miệng luôn. Không có làm cho mình cảm giác là mình đang phải ăn đồ Âu mà bị khô quá đâu nha. Ăn đồ Âu nhưng mà cực kỳ là ngon. Ngon lắm cô ạ, take a quay về. Yeah, về này. Kem nè, đến món dessert này mọi người ơi. Hai cái ly kem rất là đẹp luôn. Trang có gọi ly kem xoài, chocolate và lemon. Điểm 10 cho chất lượng nhà hàng này nha mọi người. Nên là những bạn nào mà chúng ta đến Las Vegas thì cũng nên ghé đây nếu như mà muốn ăn đồ Âu ngon. Perfect. Mẹ Trang chỉ á, police nè, coi dẹp đường, dẹp đi cho tôi đi, cho tôi đua nào, tôi đi chặn tội phạm, dừng lại, xe đua kia dừng lại, chào bác cảnh sát nha. Hôm nay trời mưa, chúng ta không có chụp ảnh được ngoài trời, bye bye. Là chúng ta sẽ đi shopping, anh chồng mới đưa cho cái thẻ, cá cho cái thẻ luôn. Đến tiếp mục shopping nha, vì hôm nay trời ui và mưa nên là Trang sẽ quyết định đi shopping. Vì Trang đang cần tìm Sephora để mua mỹ phẩm Macy. Đã đến thiên đường mà Trang yêu thích đây rồi, đây chính là Sephora. Tại vì Sephora ở bên Mỹ thì sẽ đa dạng mẫu mã hơn, cũng như là đầy đủ các nhãn hiệu, đầy đủ các brand,
về make up cũng như là skin care mà Trang yêu thích. Cho nên là Trang thì làm về ngành làm đẹp, cho nên là nhất định là phải ghé Sephora. Mọi người hãy cùng Trang vào Sephora bên này nhé. Vừa mới vào được có 15 phút mà đã mua được quá trời luôn nè các bạn nè. Các bạn nhìn giỏ hàng của Trang nè. Sephora ở đây rất rất là nhiều luôn. Tuy là cửa hàng không quá to nhưng mà đầy đủ các hãng hiệu để cho mình lựa chọn. Vì tiện Trang đang ở Macy nên là Trang mua luôn. Đây, má hồng son này, má hồng này. Và thương hiệu này là cái thương hiệu Too Faced, là cái thương hiệu rất là mới cũng như là rất là đang hot và đang thịnh hành ở bên Mỹ và giới trẻ đang sử dụng rất là nhiều. Khi mà đánh make up ấy là Trang sẽ lựa những cái màu trẻ trung cũng như là không quá đậm để mình khi mà mình đánh có bị lố tay ấy thì cũng không bị quá đậm cái mặt mình. Những màu má hồng của Too Faced rất là trend và cái cách mà Trang lựa chọn ấy thì là Trang sẽ lựa chọn những màu nhạt, nhạt nhất trong cái bảng màu này nha các bạn nha, để khi mà mình đánh bị lố tay ấy là mặt mình nó không kiểu bị nhìn trông bị quá là rực ấy. Các bạn nhìn cái tay của Trang này. Cái tay của Trang này khi đi mua mỹ phẩm là Trang thử quá trời thử như này đây. Oh, cái màu này xinh quá. Cái màu này xinh quá này các bạn ơi. Cái màu này nhìn nhẹ nhẹ vậy thôi nhưng mà khi mà mình đánh má hồng này, mắt lên này, mình cân màu là vừa. Màu rất là hồng nhẹ này. Trang sẽ lấy một cái thỏi này. Hello, do you have the paper for clean? Yeah, they're gonna be over here. Thank you. Buttercream, còn đúng một thỏi duy nhất. Yeah, cool. And I need two more. You have? No, we don't have any more of the buttercream. Thank you. I can double check, but I think we just have the chocolate strawberry. I take all of these. Thank you. Actually, oh, yeah. Thank you so much. The lip liners are really good. Did you see the lip liners? Where? They plump the lip line. Which one? They all have the plumper in the lip liner. They're the only one like it. Very cool. Mỗi lần mà Trang lăn vào cái đống đồ mỹ phẩm hoặc là đồ make up như này, thật sự cả ngày Trang không muốn rời luôn đấy các bạn ạ. Vì là Trang làm về ngành làm đẹp cho nên là mình phải thường xuyên đi nước ngoài và mình phải thường xuyên mua những cái màu trend, màu mới và mình phải thường xuyên cập nhật những cái trend kể cả từ make up cho đến skin care. Đã mua được hai bảng màu mắt rất là đẹp luôn. Để mỗi lần mà Trang đi make up với mọi người, cái bảng màu mắt này rất là nhiều các cái màu nhũ. Ví dụ như khi mình make up lên mình có thể bôi một chút cái nhũ trắng. Đó. Hoặc mình make up lên mình có thể bôi một chút nhũ vàng. Đấy, lấp lánh, rất là đẹp luôn. Tay Trang thử quá trời. Bút kẻ eyeliner rất là đẹp. Cái nét rất là mạnh luôn. Mua xỉ luôn, lấy luôn 3 cây. Đã phun hết một giỏ rồi lại phải tiếp tục mua thêm, lấy thêm một giỏ nữa. Đã bảo rồi, mỗi lần mà Trang vào đây là cá gặp nước đó mọi người ơi. Mê lắm. Tiếp tục đến một cái hiệu khá hot của House Lab của by Lady Gaga này mọi người. Cái tông đánh make up hơi bị đậm, chắc là sẽ hợp với lại bên châu Âu và châu Mỹ. Nên là Trang thì Trang hay thích đánh theo kiểu tông của châu Á. Cho nên là mấy cái mút này thì Trang lại không hợp lắm. Một cái thương hiệu mà dưỡng môi cực kỳ là đỉnh luôn mọi người ơi. Chỉ cho mọi người nhá, giá dưỡng môi là $29 một cái dưỡng môi này. Và các bạn có thể dùng buổi tối là mình đắp lên môi của mình vào buổi đêm, không hề bị nẻ đâu nha mọi người. Mình đắp buổi đêm xong á là buổi sáng dậy ấy, cái môi mình nó mọng mà nó không bị khô, không bị nứt. Trang sẽ lấy luôn mấy cái luôn về tặng bạn. Nhiều quá, mê quá. Nhìn hiệu gì cũng thích luôn. Bên này thì những dòng skin care. Ngày trước thì Trang hay thích đánh Gucci, nhưng mà bây giờ thì Trang lại đổi gu. Trang lại hay đánh sang mấy cái dòng thương hiệu của Mỹ, mà có những cái thương hiệu brand mới trẻ thì nó sẽ trend hơn. Nên là đợt này thì Trang hay thích lựa những cái brand trẻ trẻ một chút. Trang cũng hay rất thích đánh dòng son của Charlotte này, rất là bền cũng như là màu không bị khô môi. Cái dòng son này rất là đánh thích này mọi người này.
không bị khô môi nha. Tìm màu Lost Cherry mà Trang vừa mới chọn. Đây rồi, còn một thỏi duy nhất Lost Cherry màu son vừa màu hồng nhưng mà lại không bị quá rực. Màu này cũng đẹp quá nè. Xinh nha. Kidman Kids. Các cái dòng son của Charlotte này bôi vừa bám ở trên môi nha các bạn nha, mà lại rất là bền màu và không bị khô môi luôn. Đấy, Trang đã mua được mấy thỏi cho Trang luôn rồi đây này mọi người này. Wow, lại đến một cái hiệu mà bây giờ đang cực kỳ là hot luôn các bạn này, Rare Beauty. Và hiệu này là hiệu của ca sĩ Selena Gomez. Trang rất thích cái hiệu này luôn nha mọi người nha. Và match với các bạn, hiệu này có một cái hộp má hồng này cực kỳ đẹp. Và cái highlight căng bóng. Đây, má hồng đây này mọi người nè. Đánh rất là đẹp và bám màu luôn. Và bên highlight này đánh bóng dã man luôn. Nhưng mà cái hàng test nó đang bị vỡ nha. Nó đang bị bể. Nhưng mà cái highlight này đánh lên bóng mặt khủng khiếp luôn. Đấy, đây này, highlight màu hồng. Đấy, theo Trang thì mọi người cứ lên lấy cái highlight màu trắng này nè, thì là đánh lên nó rất là đẹp. Bạn nào mà thích đánh má hồng dạng kem nữa nè, bây giờ đang hot những cái má hồng dạng kem. Mình sẽ đánh má hồng dạng kem này sau khi mà mình đánh kem nền xong ấy, nó rất là bám trên mặt luôn. Đẹp quá nè. Cái màu cam này đẹp quá. Trang đã lấy được hai cái hộp má hồng này màu chia nha mọi người, màu cam rất là đẹp luôn. Trang đã tìm được một cái foundation của Rare Beauty rất là trắng và rất là trong cái da luôn. Lấy màu số trắng nhất nha các bạn nha, đẹp lắm. Tại vì muốn đánh, để mình muốn mà mình có một cái lớp nền hoàn hảo thì mình phải có một cái kem lót nền thật là đẹp. Tiếp tục đến một cái hiệu lại Trang rất yêu thích nữa, match với các bạn luôn, là cái hiệu mà Fenty Beauty by Rihanna, cô ca sĩ Rihanna này. Ra cái dòng makeup cực kỳ là đẹp luôn, làm cho cái mặt mình nó trẻ cũng như nó tây một chút ý, thì đánh cái dòng này rất là đẹp. Trang biết là có cái phấn khối này này, rất là đẹp luôn, mỏng mịn luôn. Cái dòng son bóng này rất là đẹp luôn. Bạn nào mà thích cái môi mình căng bóng lên và theo trend bây giờ ấy, là mình không phải đánh cái son nó quá lì ấy, thì mọi người mua cái son bóng của Fenty này nha. Trang đã xài rất nhiều cái dòng son ở đây rồi. Phấn khối. Cô ca sĩ Rihanna này từ khi ra cái dòng mỹ phẩm này thì rất là hot ở bên Mỹ nha các bạn. Trang cũng đã thử dòng mỹ phẩm của cô rồi và Trang rất là thích. Nên là đến đây là Trang xà và liền. Vì Trang đã biết là mình sẽ cần đánh cái gì rồi. Đã tính tiền xong rồi đây các bạn ơi. Một cái bill của Sephora dài thật là dài luôn. Mua được hai túi đầy ự luôn này các bạn nè. Đợt này về trang điểm và make up skin care tha hồ một năm, 2 năm, 3 năm luôn. Nhưng mà Trang rất là ưng, tại vì là sang lên đây thì Trang sẽ mua được tất cả những cái món đồ mà Trang thích, cũng như là những cái mẫu mới và những cái dòng make up mới nhất, trend nhất. Để sắp tới về Trang sẽ make up, quay vlog thật là nhiều cho các bạn. Nha các bạn ơi, đến hiệu lại nước hoa mà Trang thích đây rồi, đó chính là dòng Mycen. Chắc chắn là dòng Mycen này thì không xa lạ gì với lại nhiều bạn Việt Nam nữa. Tuy nhiên thì ở bên này mua Mycen rất là thích luôn, vì nó có nhiều mùi để cho mình lựa chọn và mình sẽ ngửi được những cái mùi mới. Ví dụ như mùi này, năm nay đợt này đang là mùi mới này các bạn này, hơi có vị bạc hà the the nhẹ một tí, cũng khá là thơm, dễ dàng xịt cho cái mùa hè. Mỗi lần mà Trang đi công tác giống như chuyến này là Trang hay kết hợp đi shopping để Trang cập nhật được những cái món đồ mới cũng như là món collection mới để mà mình sẽ cập nhật trend hơn. Và cái quan trọng là mình đi shopping ấy mà mình được ướm, được thử hoặc là mình được ngửi cái mùi ấy thì Trang rất là thích luôn. Vì nếu như mà mình mua qua seller ở Việt Nam ấy thì seller chỉ nhập 1-2 mùi hoặc 1-2 dòng thôi, mình sẽ không dễ dàng gì được thử, được test để vào đúng cái gu của mình. Let me try. Yeah, open. Đấy, giống như bây giờ này các bạn này, Trang đang mua sữa tắm cho ông xã.
Ah, yeah. It smells so good. Smells, yeah, yeah. Smell the lotion. Good, okay. Okay. That's good. You want three each? Yeah, take me four. Four wood. Okay. Yeah, four wood, okay? Four wood. Trang đang lấy sữa tắm cho ông xã này mọi người nè. Đây là cái dòng sữa tắm cũng là của dòng của Maison luôn nhá. Nhưng mà cái màu xanh này là một trong mùi nam này. Tắm rất là thơm, cũng như là mỗi lần tắm mà mình được relax, mình rất là thích. Trang sẽ lấy một cái set nước hoa để dành cho đi du lịch cho ông xã. Và đây là tất cả những dòng sữa tắm này, rồi dầu tắm này, rất là thích luôn. Softener and laundry, two kinds. Oh, one is softener, họ có cả nước xả rồi nước giặt quần áo luôn này các bạn này, những cái dòng can này này. Wow, thiết kế rất là thông minh luôn. Còn đây là sữa tắm này, cũng như là đây, sữa tắm cái mùi Baccarat 540 này đang rất là hot đấy, đúng không? Và có cả sữa tắm này, lotion đầy đủ luôn nha các bạn nha. Và cả các mùi luôn. Room freshener, brand new. Trang thu hoạch được rất là nhiều. Trang lấy cả cái dòng của Sidley này nha các bạn. Đây là cái loại số 2, là cái dòng mà của macadamia, là chống rụng tóc. Vì ông xã của Trang thì lớn tuổi rồi, ngoài 50 sẽ dễ bị rụng tóc. Vì khi mà mình bị rụng tóc ấy, thì mình phải quan tâm đến cái dầu gội đầu là cái dầu gì, nên là Trang đầu tư hẳn cái dầu gội đầu của Sidley này cho ông xã. Trang dùng rồi nên là lần này qua thì chủ yếu là sẽ mua xỉ luôn về dùng nửa năm các bạn ạ. Mỗi lần Trang đi nước ngoài là Trang hay thế. Vì ở Việt Nam thì không có dầu gội đầu này, nên là mỗi một lần đi nước ngoài là Trang phải mua, sách tay mang về. Cái mùi nước hoa Infitone mà Trang thích này, cái mùi này là mùi mà Trang thấy là thơm nhất trong cái hãng này luôn. Và một cái set này thì họ sẽ bán một cái lọ này và có thêm hai cái lọ nhỏ để mình có thể đi du lịch. Khi tính tiền thì mình phải check lại tất cả các cái sản phẩm mà mình mua xem có đúng hay không đã. Cái mùi nước hoa mà Trang thích đó chính là cái mùi Alarone này, rất là thơm. Và Trang lấy một cái set này là một cái set mà mình có thể đi du lịch được. Trang sẽ khui ra cho các bạn xem luôn. Đây nè các bạn nè, cái hộp đẹp không, để đi du lịch nè. Thế xong rồi mình sẽ đút những cái set nhỏ đi du lịch như này vào. Vừa xinh vừa đẹp, để trong các cái túi nhỏ để mình đi du lịch. Đó, đẹp không các bạn? Và họ có 5 cái set như thế này, mình có thể mang theo đi du lịch được. Rất là tiện lợi. Cái mùi Aloro này là cái mùi rất là nhẹ, cũng như là những bạn nào mà thích dùng ban ngày là rất là thơm luôn. Sữa tắm mua cho ông xã. Sữa tắm Baccarat 540 dành cho Trang. Cái mùi này Trang cũng cực kỳ là thích luôn. Đã mua rất là nhiều chai nước hoa của mình rồi, nhưng mà mình cũng mua cả sữa tắm nữa. Vì mỗi lúc mà Trang tắm ở trong nhà tắm là những lúc mà mình được thư giãn, cũng như là để mình được relax. Và cái mùi hương cũng làm cho mình được quên đi xua tan mệt mỏi. Nên là với Trang thì cái giây phút tắm này, cũng như là cái giờ giấc ngủ của Trang là Trang phải coi trọng nhất. Vì là ngủ thì mình phải quan trọng cái giường, cái nệm là phải êm, không bị đau lưng. Còn lúc tắm thì mình phải quan trọng cái mùi hương để làm cho mình cảm giác mình được relax, thư giãn. Chỗ này là sẽ dùng một năm luôn nha các bạn nha. Thank you so much. Quá trời đồ luôn. Một ngày shopping quần quật vô cùng vất vả. Lên đường.